Nguyễn My có hỏi mình là mình sử dụng khi nào mới ngưng tái tạo da vậy chị? Và em đang sử dụng serum tái tạo bên chị. Và khi sử dụng hết liệu trình thì mình nên ngưng sản phẩm nào để dưỡng hàng ngày vậy chị tư vấn cho em với, và một bộ dưỡng đó là bao nhiêu tiền? Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái quy trình tái tạo. Thì thường đối với những cái tình trạng da của chị em mình không gặp quá nhiều vấn đề. Nhất là da không đều màu nè, da không được sáng nè, rồi lỗ chân lông to nè, tình trạng ở mức độ nhẹ. Rồi tàn nhang nhẹ thì chị em mình có thể sử dụng ít nhất là liệu trình sẽ dao động vào từ 28 đến 35 ngày. Nếu như tình trạng da chị em nào ở mức độ nặng hơn thì mình sẽ sử dụng dài hơn một xíu giúp cho mình ha. Tùy theo người bán sẽ xem tình trạng da cho mình, lúc đó sẽ cho mình một cái quy trình nhất định ha. Rồi còn về cái sau khi mà mình tái tạo xong thì mình lựa chọn cái bộ sản phẩm nào để dưỡng phục hồi và làm sáng da, thì đây bạn có thể tham khảo cái bộ bốn sản phẩm này. Bộ bốn sản phẩm này nó sẽ gồm có đầy đủ, thứ nhất là serum phục hồi dành cho làn da nào chị em nào cần phục hồi chuyên sâu nè, cấp ẩm thì em này có khả năng căng bóng nè. Và tiếp theo thì đó là kem dưỡng sáng da. Chị em nào muốn có làn da sáng thì mình hãy sử dụng cái kem 3X này. Rồi tiếp theo thì kem đêm này sẽ giúp làm mềm da nè, mờ thâm nè, mờ sắc tố nè và giúp kiểm soát được lượng nhờn. Và chị em nào muốn trẻ hóa thì nhớ dùng em này nha. Rồi khi bây giờ có đầy đủ hết rồi thì em chống nắng này sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ làn da của mình vào buổi sáng buổi trưa nha. Rồi đây là đầy đủ hết cái combo vừa làm sáng vừa phục hồi vừa bảo vệ vừa trẻ hóa đó. Chị em mình sau khi tái tạo sẽ lựa chọn cái bộ này là đầu tay của mình. Rồi tiếp theo thì bạn hỏi là bộ này bao nhiêu tiền đúng không? Thì nếu như bạn đã quan tâm rồi thì bạn có thể click ngay vào bên dưới để vào trong giỏ hàng để tham khảo thêm một số thông tin sản phẩm và giá của sản phẩm nha. Rồi mong rằng tất cả các chị em mình sẽ lựa chọn đúng và đủ những cái sản phẩm nào phù hợp với cái tình trạng da và tiếp da của mình. Rồi trong cái quy trình khi mà mình chăm sóc da thì nhờ chị em mình nhớ hãy kết hợp thêm quy trình chăm sóc sức khỏe từ bên trong, để kết hợp thêm những cái thực phẩm và ăn uống một chế độ lành mạnh để giúp từ sức khỏe và làn da cho tất cả các chị em mình trong cái mùa dịp Tết này da được đẹp và khỏe hơn nha. Rồi cảm ơn tất cả các chị em mình.